Chào mọi người, trên tay mình là cái chiếc điện thoại Nokia 8210 4G. Máy được thiết kế với màn hình lớn 2.8 inch. Máy có đèn pin và Bluetooth. Để mở đèn pin, các bạn ấn giữ phím lên trong vòng 2 giây. Phía trên cũng có jack tai nghe 3.5mm. Mặt lưng là loa ngoài và camera 0.3MP. Máy có 4G, các bạn đăng ký các có 4G thì có thể lên mạng được nha. Máy có Facebook nữa. Bên dưới là cổng sạc micro USB. Danh bạ máy này là 2000 số. Máy được trang bị pin 1450mAh và 2 SIM nano. Có khe mở rộng thể nhớ lên đến 32GB. Chiếc Nokia 8210 này nó có chức năng là game cuộc gọi và FM không cần tai nghe, nhưng mà để thu tín hiệu sóng tốt hơn thì các bạn nên cắm tai nghe vào thì sẽ nghe FM rõ hơn.